Chào các bạn, các thân mến, hôm nay cô Tranh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề số 1 trong cuốn Học tốt tiếng Anh 12. Chắc là đến giờ phút này thì các bạn về đa phần là các bạn đều nhận được sách này rồi phải không ạ? Cái cuốn sách này khi mà các bạn nhận được thì cô đảm bảo rằng là các bạn đều phải thốt lên rằng là ồ sao lại đẹp như vậy. Đây là một cái cuốn sách rất là đẹp, đẹp từ nội dung đến hình thức luôn. Cô Tranh không hề nói quá đâu ạ. Trong cái cuốn sách này với mỗi một đơn vị bài học trong sách thì cô cho anh có tổng hợp cho em toàn bộ cái phần nó là phần bảng từ vựng. Đây là tất cả những cái từ mới được nhặt ra trong bài của em. Rồi ngoài cái phần từ vựng ra thì cô cho anh còn liệt kê cả cái phần cấu trúc nữa. Ngoài phần từ vựng cấu trúc thì cô cho anh còn hệ thống cái chủ điểm ngữ pháp có trong bài và với một lượng lớn các bài tập áp dụng. Phần bài tập áp dụng thì cô cho anh có xây dựng những cái dạng bài đa dạng, gồm có cả dạng bài tự luận và dạng bài trắc nghiệm. Đầu tiên là dạng bài về ngữ âm này, xong dạng bài về từ vựng. Dạng bài từ vựng nên sẽ có dạng bài tìm từ đồng nghĩa, dạng bài tìm từ trái nghĩa. Và đặc biệt là ở cái cuốn sách này, cô cho anh đưa cái dạng bài về word formation, dạng bài về cấu tạo từ ấy ạ, dạng bài về từ loại dưới cái form đoạn văn như này để phục vụ cho những cái bạn mà có nhu cầu luyện thi các kỳ thi đánh giá năng lực, đặc biệt là kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhớ có cái dạng bài này. Sau đó là dạng bài trắc nghiệm về phần từ vựng này. Thì ở sau cái phần từ vựng thì sẽ có đến cái phần đó là phần về cấu trúc rồi phần giới từ này. Nhớ phần phát hiện lỗi sai này, dạng bài về ngữ pháp này. Nhớ dạng bài về tình huống giao tiếp này. Và đặc biệt cái cuốn sách này được soạn theo tinh thần thi mới nên là những cái dạng bài đọc theo form đề thi mới cô Tranh đưa vào đây. Ví dụ như cái dạng bài thông báo, dạng bài quảng cáo mà ở buổi livestream trước thì cô Tranh đã chữa rồi, đúng ạ. Nhớ dạng bài sắp xếp câu để tạo thành đoạn văn này. Nhớ dạng bài đục lỗ 6 câu này. Đấy, đúng ạ. Dạng bài đục lỗ 5 câu rồi dạng bài đọc hiểu, đặng dạng bài đọc hiểu 5 câu, dạng bài đọc hiểu 7 câu đều có đủ. Và sau mỗi một đơn vị bài học thì cô cho anh đều có một cái đề. Nhờ cái đề này được soạn mô phỏng y chang như form đề thi mới với đầy đủ các dạng bài. Như vậy thì nếu như các bạn đang cần tìm một cái tài liệu mà nó đảm bảo bám sát chương trình sách giáo khoa của em, thực ra thì cái thi sau này của em nó cũng là bám sát chương trình sách giáo khoa thôi mà. Nên nếu em cần một cái cuốn mà bám sát chương trình sách giáo khoa trên lớp của em, tức là phục vụ cho chương trình trên lớp của em là một này, đúng không ạ? Mà lại có thể đáp ứng với tinh thần thi mới, có những cái dạng bài thi mới và có cả đề thi trắc nghiệm ở giai đoạn này, thì cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà các bạn lên tham khảo. Kể cả những bạn mà không học cái chương trình này, các bạn vẫn có thể tham khảo được với cái lượng bài đọc theo form đề thi mới và cái form đề thi mới trong cái cuốn này nhé. Sắp tới thì cô cho anh cũng sẽ ra cái cuốn 11, tái bản cái cuốn 11 cũng sẽ theo form đề thi mới như thế này. Và dần dần nó sẽ xuống lớp 10. Rồi bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn nữa thì cô cho anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề số 1 nhận trong cái cuốn này. Và cô cho anh sẽ hỗ trợ em chữa, chắc là cô sẽ không trợ, không chữa, không thể hỗ trợ chữa hết được đâu. Mà cô Trang sẽ hỗ trợ em với những cái dạng bài theo form đề thi mới, vì chúng ta đang chú trọng vào cái form đề thi mới, chứ còn cái phạm trù như những cái dạng bài cơ bản như cái form truyền thống thì chúng ta làm quen rồi nhá. Nên là mục tiêu của cô Trang sẽ là hỗ trợ em qua livestream với những cái phần theo form đề thi mới để cô Trang sẽ tập trung vào. Thế còn những cái phần khác này các bạn sẽ tham khảo phần lời giải chi tiết. Cái cuốn sách này có lời giải chi tiết nhưng mà nó bị tách ra khỏi sách. Nhờ khi mà các bạn nhận được sách ấy thì các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn ở ảnh sau ở trang đầu tiên này. Đấy. Là hướng dẫn để mà tham khảo đáp án chi tiết. Bạn làm theo cái hướng dẫn này. Đấy nhá. Tuy nhiên thì cái cuốn sách này của cô Trang thì hiện tại bên cô đang chế bảng cái phần đáp án chi tiết. Nên là chắc là khoảng tầm giữa tuần này là khi mà các bạn làm theo cái hướng dẫn ở sách này các bạn có thể xem lời giải chi tiết. Bây giờ bắt đầu này. Ok, bây giờ các bạn ơi, trước khi vào bài các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào chữa em nhé. Nếu như các bạn có thể đủ sức ngồi tới ngồi được một tiếng thì cô Trang sẽ chữa trong một tiếng, còn không thì cô Trang sẽ chữa được khoảng một nửa của đề và hôm sau mình chữa tiếp. Ok được không ạ? Rồi bây giờ hôm nay cô Trang sẽ chữa từ đầu trở đi nhé. Dạng bài đầu tiên trong cái buổi học ngày hôm nay của chúng ta đó là dạng bài về phát âm. Với cái dạng bài về phát âm và dạng bài trọng âm trong cái loạt đề thi trong cuốn sách này thì cô Trang nhặt từ chính những cái từ vựng trong cái bài ngày hôm đó của các bạn. Trong cái bài, trong ví dụ như đây là đề bám sát unit 1 của sách 12 đúng không? Thì tất cả những cái từ vựng này cô Trang nhặt từ trong cái sách giáo khoa lớp 12, cái chủ đề bài đọc của em ra, trong cái chủ đề bài học của em ra. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái phần từ vựng này của chúng ta, cái phần phát âm ngữ âm này, nó lại là một cái phần mà củng cố lại cái phần từ vựng mà chúng ta đã học.
Với cái dạng bài đầu tiên là dạng bài về phát âm. Theo form đề thi mới, nó sẽ có một câu kiểm tra về cách phát âm của nguyên âm, một câu kiểm tra về phát âm của phụ âm. Với cái dạng bài kiểm tra về phát âm của nguyên âm và phụ âm như này này, thì chúng ta không có cái mẹo nào cả, ngoài cái cách là chúng ta sẽ phải đọc cái từ đó lên. Chú ý xem phần cái chân được phát âm là gì. Và sẽ phải tìm ra một cái từ mà có phần cái chân được phát âm khác so với cái từ còn lại. Thì cô có ý à? Chợ với cái từ dedicated nhớ. Dạ, chúng ta có với từ dedicated. Từ đấy của chúng ta đọc là dedicated. Vậy thì âm đấy của cô sẽ là A. Ok không ạ? À? Với từ dedicated nhớ, âm đấy là A, từ đấy nghĩa là tận tâm, tận tụy. Rồi, tiếp này xếp cho cô với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Ý B cô có như sau. Với từ animation, nhờ vậy thì âm này của cô cũng sẽ là A. Đúng không? Hai anh A rồi. Chúng ta sẽ có ý C với từ innovation. Vậy âm này của cô cũng sẽ là A. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu số 1 của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý D. Cho ý D của chúng ta, từ này đọc như sau. Đọc là military, âm này của cô là ơ, chứ không phải là y nữa rồi. Sau câu số 1 chuyển sang câu số 2. Với cái câu số 2, nhờ chúng ta cũng sẽ phải đọc cho cô cái từ đó lên. Chú ý xem phần cánh chân được phát âm là gì. Thì cô có ý A. Đọc là ambition. Nhờ từ này của chúng ta được phát âm là b. Rồi, tiếp này xét cho cô đến với cái anh ý B của cô thì sao? Ý B cô có từ đấy của chúng ta được đọc như sau. Được đọc là blockbuster. Dạ, vậy cô sẽ thấy rằng nó cũng sẽ được đọc là bờ. Đúng không ạ? Rồi, xét cho cô đến với cái anh ý C của chúng ta. Ý C cô đọc từ này như sau. Đọc là biography. Dạ, cũng là bờ. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, với cái câu số 2 này, cô sẽ chọn được đáp án câu đấy của chúng ta sẽ phải là anh ý D. Với từ climbing, nhờ âm này của chúng ta thành âm câm. Vậy thì với câu số 2, cô chọn được đáp án của câu đấy là anh ý D. Với cái câu số 3 và câu số 4 là dạng bài về trọng âm. Với dạng bài về trọng âm thì chúng ta sẽ phải áp dụng cái quy tắc về trọng âm. Nếu cái từ nào mà không áp dụng được cái quy tắc về trọng âm thì mình mới đọc lên. Nhớ, mình thấy là trong cái dạng bài về trọng âm này sẽ có trọng âm theo phiên âm và trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi. Đầu tiên mình sẽ áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi trước. Từ nào không áp dụng được quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi thì mình mới áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm. Thì với cái câu số 3 này của chúng ta này, anh ý A cô có thể áp dụng quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi. Em xem cho cô xem cái đuôi này của chúng ta thì sao. Nhờ. Em nhìn cho cô vào cái mục là hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ này thì bạn sẽ thấy nó có mặt của đuôi hụt. Đuôi này sẽ là hậu tố không ảnh hưởng cho âm của từ. Nếu không ảnh hưởng cho âm từ, tức là bạn sẽ bè nó lại. Như vậy từ này cô chỉ còn từ một âm tiết thôi. Vậy nó sẽ rơi vào âm tiết đầu. Nhớ. Bây giờ cô sẽ còn anh ý B và anh ý C, anh ý D, bài này cô không áp dụng quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi được. Thì em sẽ phải đọc cho cô cái từ đó lên, rồi áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm. Vậy cô sẽ có ý B với từ sau. Với từ resign. Đọc là resign thì cô có re là y mà resign là i là ghép của a với y. A với y hai nguyên âm ghép với nhau người ta gọi là nguyên âm đôi. Vậy thì với nguyên âm đôi thì chúng ta có quy tắc như sau này. Chúng ta có quy tắc là trọng âm thường rơi vào nguyên âm đôi. Đúng không ạ? Như vậy thì với từ resign trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Rồi xét cho cơ với cái anh ý C của chúng ta. Ý C cơ có từ đọc như sau. Đọc là expand. Rồi cô sẽ thấy được là từ này nó kết thúc bằng LD, hai phụ âm. Mình có cái quy tắc như sau này. Trọng âm thường rơi vào âm cuối. Đúng không ạ? Trọng âm thường rơi vào cái âm cuối khi nó kết thúc với nhiều hơn một phụ âm, tức là từ hai phụ âm trở lên. Cái này áp dụng với động từ nhé. Vậy thì bạn sẽ sinh ra từ expand. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Như vậy thì cô sẽ thấy rằng là ý A trọng âm rơi tiết nhất, ý B và ý C trọng âm rơi tiết hai. Vậy thì với câu số 3, cô dễ dàng chọn được câu đấy là ý A. Bản thân mấy cái cuốn sách mà cô Trang đang sử dụng để gióng cái các quy tắc về trọng âm này chính là cái cuốn cẩm nang cấu trúc tiếng Anh. Nhờ cái cuốn cẩm nang cấu trúc tiếng Anh cũng có, hoặc là cái cuốn tổng ngôn ngữ pháp cũng có cái quy tắc này nhé. Rồi với cái câu số 4 thì em sẽ thấy rằng là cô có thể áp dụng quy tắc ý A với đuôi I, O, U, S, ý C với quy tắc của đuôi I, V, E. Gióng cho cô xem này. Chúng ta có cái quy tắc như sau này. Đuôi I, O, U, S là một này, đuôi I, V, E.
Nó đều trong cái mục là hậu tố hoặc đuôi làm cho âm rơi vào trước âm đó nhá. Vậy thì bây giờ cô sẽ xét cho cô xem này. Bạn sẽ xét cho cô xem là với cái anh ý a, nếu mà trọng âm rơi vào trước âm đó thì nó sẽ rơi vào âm nào? Cô có đọc là ambition nhá, ambition. Vậy rơi vào trước âm đó nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ. Rồi ý c tương tự như vậy, y với e trọng âm rơi trước âm đó, cô có impressive. Rơi trước âm đó nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ, hai thứ hai rồi. Bây giờ cô sẽ còn anh ý b hoặc anh ý d. Chúng ta không nhất thiết phải xác định 4 phương án đâu ạ, xác định 3 trong 4 phương án thôi. Đấy nhá, vậy thì với cái này chúng ta sẽ xác định anh ý D dễ hơn này. Ý D của cô có đuôi Y dài. Đuôi Y dài thì sao? Nhớ, đây ạ. Đuôi Y dài là cái mục mà hậu tố hoặc đuôi làm cho ông dịch chuyển 3 âm tính từ đuôi lên. Đấy nhá. Với cái đuôi Y dài cô có với từ enemy, nhớ dịch 3 âm đây nó sẽ rơi vào âm tiết đầu. Như vậy thì với câu số 4, đương nhiên cô chọn được câu này là anh ý D rồi. Tiếp theo này, với cái câu số 5 của chúng ta. Với câu số 5 thì bạn sẽ nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Thì sẽ thấy rằng đây sẽ là cái câu thuộc phạm trù về thì của động từ trong tiếng Anh. Với cái câu thuộc phạm trù về thì của động từ trong tiếng Anh thì bạn sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ while là trong khi. Nhớ ạ, nó có thể diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời với nhau. Có thể diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Vậy thì với câu này em sẽ dịch cho cô như sau này. Nhờ bạn sẽ phải dịch cho cô cái câu này để chọn nhé. Thì cô có như sau. Trong cái quá trình mà để dịch được cái câu đó, nếu cái từ nào mà là mới với em, nhỡ thì em sẽ tra cái từ đó, đúng không ạ? Ghép từ vào dịch câu có như sau. Nhỡ với cái danh từ. Nhỡ phonograph, nhỡ từ này của chúng ta nó sẽ bằng với từ sau. Bằng với từ record player. Nhỡ nếu mà đến cái từ record player thì chắc bạn biết nghĩa của từ đó, đúng không ạ? Nghĩa là cái máy hát đĩa. Nhỡ cái máy hát đĩa được invent, cô có động từ invent là phát minh, được phát minh bởi Thomas Edison trong khi mà ông ấy đang làm việc trên cái bộ lọc điện thoại. Vậy bạn sẽ thấy rằng là với câu này diễn tả một hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào. Cái hành động đang diễn ra sẽ chỉ là thì quá khứ tiếp diễn. Trong lúc mà ông ấy đang làm việc ở trên cái này thì ông ấy phát minh ra cái kia. Vậy thì cái hành động mà ông ấy đang làm việc này sẽ là hành động đang diễn ra chia quá khứ tiếp diễn. Còn hành động phát minh là hành động xen vào, thì hành động xen vào lại sẽ chia quá khứ đơn. Vậy vế này mà chia quá khứ tiếp diễn thì cô sẽ bỏ được anh ý A và anh ý C vì chỗ này cô động từ work chia quá khứ đơn. Rồi tiếp này, cái máy hát đĩa này được phát minh ra chứ không tự phát minh ra được, vậy nó sẽ phải cần bị động. Bị động của quá khứ đơn có cái cấu trúc là was cộng với verb phân từ 2. Vậy thì với câu số 5 cô chọn được ý B. Sau câu số 5 chuyển cô sang câu số 6. Với cái câu số 6 sẽ là đây là sẽ là câu thuộc phạm trù về cấu trúc từ verb in. Cái đề này cô trai đang soạn mô phỏng y chang như form để minh họa đấy ạ. Với câu số 6 căn cứ bằng từ try, chúng ta có cái cấu trúc là try to do something, cố gắng làm gì. Với cô có cái cấu trúc là try doing something, thử làm gì. Chứ mình có động từ fight là chiến đấu. Vậy thì với cái câu số 6 dịch là Steve Jobs đã cố gắng chống chọi với căn bệnh kháng sở ung thư trong khoảng một vài năm trước khi mất. Vậy thì với câu 6 theo nghĩa cô chọn được câu 6 là anh ý A. Sau câu số 6 chuyển cô sang với câu số 7. Câu số 7 em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Em sẽ thấy rằng là đây sẽ là cái câu thuộc phạm trù về cụm động từ trong tiếng Anh. Với câu thuộc phạm trù về cụm động từ, cách làm giống như dạng câu hỏi về nghĩa của từ. Em sẽ xét ngữ cảnh của câu này trước, sau đó xét nghĩa của các cụm động từ. Và chọn cho cô một cái cụm từ nó phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Cô xét ngữ cảnh câu 7 này. It is believed that. Người ta tin rằng Beethoven. Như là sau này chúng ta có ở cái độ tuổi 5-6. Sau khi mà đã suffer from, chúng ta có cái cấu trúc là suffer from, bị mắc, đúng không ạ? Mắc bệnh đi gì, là bệnh gì đấy ạ? Chúng ta có, với cái câu này của chúng ta dịch hoàn chỉnh là người ta tin rằng Beethoven đã qua đời ở cái vùng này, ở độ tuổi 5-6 sau khi mắc bệnh gan. Mình có ý D với cụm động từ drop out. Nhờ cụm này của chúng ta có nghĩa là bỏ học, bỏ giữa chừng. Vậy thì anh ý D của chúng ta không phải. Về cái ngữ cảnh đằng sau, sau khi bị mắc cái bệnh về gan thì không phải là bỏ học, bỏ cuộc giữa chừng được. Nên ý đề của cô không phải nhá. Toàn bộ cái phạm trù về cụm động từ này cô lấy từ trong cái bài số 1 của em ra. Nhưng mà form thì theo form đề thi mới. Rồi cô có ý C với cụm động từ went away. Nó là quá khứ của go away, nghĩa là rời đi đâu, là biến mất. Vậy anh ý C của cô không phải. Rồi ý B với cụm từ carry out, nghĩa là tiến hành, thực hiện. Vậy ý B cũng không được. Như vậy bằng phương pháp loại trừ, cô chọn ý A với cụm từ pass away, nghĩa là qua đời, phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Người ta tin rằng ông này mất ở độ tuổi 5-6 sau khi mắc bệnh gan. Với câu số 8 là câu thuộc phạm trù về câu hỏi đuôi.
Với câu hỏi đuôi này bạn sẽ phải xem cho cô xem là bốn phương án này của chúng ta có hai phương án dùng he, hai phương án dùng they. Vậy thì bạn sẽ xem cho cô xem chủ ngữ của câu này là gì. Yeah, people around the world. Nhờ vậy bạn thấy là chủ ngữ của cô là people around the world, mọi người trên khắp thế giới. Vậy ứng với ngôi là they trong tiếng Anh, cô sẽ bỏ được ý A, bỏ được ý C. Cứ có động từ admire là động từ nguyên dạng, vậy cô sẽ dùng trợ từ là do. Bên này khẳng định thì bên kia phủ định. Vậy thì với câu số 8, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý B. Câu này dễ, đúng không ạ? Em dịch là mọi người trên khắp thế giới ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trợ vì cái leadership, cái tài lãnh đạo trong cái cuộc chiến của Việt Nam giành, đúng không ạ? Independence, độc lập, có phải không? Sau câu số 8, triệu cô sang câu số 9. Với khi câu số 9, bạn lại thấy có từ were. Ừ, nhờ. Yeah. Câu này có thể diễn tả hành động xảy ra song song đồng thời với nhau. Có thể diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Ngoài ra còn diễn tả cái ý so sánh tương phản nữa. Vậy với câu này chúng ta sẽ có là Đặng Thùy Trâm viết cái cuốn nhật ký của bà khi mà bà đang làm việc ở trong một cái bệnh viện dã chiến trong suốt cái cuộc chiến tranh đó. Vậy có căn cứ bằng during the war, trong suốt cuộc chiến tranh đó. Vậy là hành động xảy ra rồi, đúng chưa? Rồi nhá, bà ấy viết cái cuốn nhật ký này trong thời gian bà ta trong thời gian bà ấy làm việc ở trong cái bệnh viện dã chiến đó. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái câu này của chúng ta, trong thời gian bà làm việc ở đó thì bà viết. Với cái hành động làm việc thì sẽ là hành động đang diễn ra, còn hành động viết là hành động xen vào. Nhờ hành động bạn có thể chia là nhờ trong sách giáo khoa của bạn thì nó có một cái quy tắc đó là với cái từ hành động nào mà ngắn hơn thì chia quá khứ đơn, hành động mà dài hơn thì chia quá khứ tiếp diễn. Đó, cái câu này áp dụng theo cái lý dễ hơn này. Vậy bạn sẽ thấy rằng là cái hành động bà làm việc ở bệnh viện dã chiến là hành động dài hơn, chia quá khứ tiếp diễn. Hành động bà viết, hành động ngắn hơn thì chia quá khứ đơn. Vậy cô sẽ chia cặp thì là quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Vậy thì với câu số 9, cô chọn được câu đấy là ý D. Rồi bạn sẽ chuyển cho cô sang với cái dạng bài, đó là dạng bài đọc bài quảng cáo, bài thông báo. Đây là dạng bài đục lỗ 6 câu. Nhưng mà trong dạng bài đục lỗ 6 câu nó sẽ chia thành hai bài nhỏ, một bài là dạng bài quảng cáo, một dạng bài thông báo. Vậy thì với cái phần này thì bởi vì nó từ cái trang này nó hất sang trang kia để đỡ mà phải dịch chuyển nhiều sách mà nó khiến cho các bạn mỏi mắt thì cô cho anh có chuẩn bị là in cái tài liệu đó ra. Rồi. Nhờ các bạn sẽ xem cho cô cái phần tài liệu này nhé. Nhờ bây giờ bạn sẽ nhìn bằng tài liệu nó sẽ dễ hơn này. Phần tài liệu này thì nó cũng vẫn là cái phần sách mà cô trai in ra thôi, được không ạ? Nhờ bạn xem cho cô nhé. Chúng ta sẽ có như sau này, với cái dạng bài đục lỗ 6 câu mà theo form bài quảng cáo, bài thông báo như này. Nhờ vì về bản chất nó vẫn là dạng bài đục lỗ. Nên là dạng bài đục lỗ thì phần thông tin nó bị khuyết. Nên là cách làm chúng ta sẽ không làm theo phương pháp đọc dịch, mà chúng ta sẽ đọc các phương án. Dạng bài đục lỗ này vẫn là dạng bài dễ bởi vì trong 6 câu đó nó có 5 câu là về phần ngữ pháp rồi. Với câu số 1, đây là câu thuộc phạm trù về mạo từ. Mà mạo từ thì phải dùng trước danh từ. Mình sẽ phải xem cho cô xem là cái danh từ phía sau chỗ trống của chúng ta là gì. Em thấy có từ direction là danh từ, nhưng mà trước nó có từ greatest. Chứ em sẽ thấy có đuôi st là so sánh nhất, vậy thì dễ rồi đúng không ạ? Mình có cái quy tắc là the dùng trước tính từ so sánh nhất. Như vậy thì với câu này cô chưa cần biết nghĩa của nó là gì, cô đã có thể dễ dàng chọn được câu số 1 là ý C rồi. Có rất là nhiều bạn nhìn thấy bài đọc là nhìn thấy là ví dụ như có rất bạn rất nhiều bạn nhìn cái bài đọc là thấy toàn từ mới là choáng là cảm giác không muốn làm nữa. Nhưng bạn nhớ cô là trong cái dạng bài đúng lỗi nó có chèn cả ngữ pháp và từ vựng. Về những cái câu hỏi ngữ pháp nó rất là dễ. Đấy, chúng ta chỉ cần chắc ngữ pháp là mình có thể làm được rồi. Thế nhá. Vậy thì với câu này bây giờ cô sẽ dịch cho em này. Have you ever felt unsure of the path? Giờ bạn có bao giờ cảm thấy lost, lạc lõng, nhưng không dịch là bị lạc, đúng không ạ? Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng hoặc là cảm thấy unsure? Chúng ta có cái cấu trúc be unsure, không chắc chắn. Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng hoặc không chắc chắn về cái con đường của mình chưa? Nhờ tất cả chúng ta, we all, tất cả chúng ta nhờ, đều cảm thấy như vậy. Nhưng mà sometimes, đôi khi, nhờ đôi khi cái direction, cái hướng đi greatest, nhớ cô có greatest, tuyệt vời nhất, lại đến từ cái journey, hành trình của others, người khác. Nhớ. Rồi với cái câu số 2 của chúng ta, đây là câu thuộc phạm trù về giới từ. Cái câu này thì rất là hên xui này. Tức là nếu nó vào cái cấu trúc về giới từ mà em biết thì nó sẽ là dễ, còn không thì nó sẽ là khó. Nhớ, với cái câu này thì bạn sẽ xem cho cô về giới từ thì nó sẽ đi theo cái cấu trúc về giới từ. Cái cấu trúc về giới từ ở đây là gì? Cô có với từ there. Nhờ từ này của cô nó sẽ đi với cái giới từ là into. Đó ạ, chúng ta có cái cấu trúc là delve into something. Cái cụm này của chúng ta có nghĩa là cố gắng hết sức để tìm hiểu thông tin về cái gì đó.
nghiên cứu tìm hiểu về cái gì đó. Vậy theo cái cấu trúc như vậy thì câu số 2, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý a. Vậy cô dịch như sau: introducing, giới thiệu, đúng không ạ? Dịch là ra mắt cái life, that light the way. Là một cái gì đấy, là một cái postcard mới, nơi mà chúng ta có thể tìm hiểu được những cái thành tựu và những thách thức của những cái cá nhân xuất chúng. Cô có từ remarkable nghĩa là xuất sắc, xuất chúng, từ các nhà khoa học, người mà thay đổi thế giới, tới những cái vị anh hùng, đúng không ạ, đời thường, những người mà make a difference, tạo ra sự khác biệt. Mỗi một câu chuyện, đúng không ạ, nó sẽ châm ngòi cho cái tiềm năng trong con người chúng ta. Đấy. Rồi với cái câu số 3 của chúng ta, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này thì em sẽ thấy rằng đây sẽ là cái câu thuộc phạm trù về từ loại. Với câu thuộc phạm trù về từ loại thì bạn sẽ phải xét cho cô xem là ở cái chỗ trống này em cần từ loại là gì. Em sẽ nhìn cho cô này, phía trước cô có từ because. Mình có cái lý thuyết là sau because cộng với một mệnh đề, tức là phải có chủ ngữ verb. Đằng sau cô có từ can come là động từ rồi, suy ra đây cô cần chủ ngữ. Mà chủ ngữ thì phải là danh từ. Nếu là danh từ thì cô sẽ loại cái anh ý a ngay từ đầu. Tại sao cô lại biết là loại cái anh ý a ngay từ đầu? Bởi vì cô nhìn vào cái hình thái của nó. Nhìn vào hình thái của nó thì cô sẽ thấy từ này của chúng ta có đuôi or. Đuôi or thì bạn nhớ là đuôi or có thể là đuôi của danh từ, đuôi của tính từ. Nhớ nhá, động từ mà cộng với or thì nó mới tạo thành danh từ. Thế còn danh từ mà cộng với or thì nó sẽ tạo thành tính từ. Vậy thì ở đây với từ này, với cái từ là inspirational, này của chúng ta nó là gốc từ, nó đuôi là đuôi của danh từ. Vậy danh từ cộng với or đương nhiên nó sẽ là tính từ rồi. Vậy từ này của cô có nghĩa là mang tính truyền cảm hứng. Ở đây cô không cần tính từ. Như vậy thì cô sẽ suy ra được anh ý B của cô là danh từ. Bởi vì danh từ cộng O tạo thành tính từ mà. Thì từ đó cô sẽ ra ý B với từ inspiration, nghĩa là sự cảm hứng, sự truyền cảm hứng là danh từ. Vậy cô sẽ thiên về anh ý B này. Thử cho cô với anh ý C xem ạ. Ý C chúng ta là có quy tắc là động từ cộng với đuôi action để tạo thành danh từ. Vậy suy ra ý C cô với từ inspiring, anh này cô sẽ là động từ verb in, đúng không ạ? Và ý D của cô với từ inspired, nghĩa là từ đấy của chúng ta nghĩa là được truyền cảm hứng. Nó có thể là động từ, quá khứ, phân từ hoặc là tính từ. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là như vậy thì với cái câu này của chúng ta chỉ có thể là anh ý B thỏa mãn thôi. Và dịch là cái chương trình này, đúng không ạ? Bởi vì cảm hứng có thể đến từ bất cứ đâu. Vậy thì với câu số 3, cô chọn được câu đấy là anh ý B. Nhờ cô chữa như vậy thôi nhé. Thế còn để mà dịch chi tiết cái bài này thì các bạn sẽ tham khảo phần lời giải chi tiết. Tiếp theo bạn sẽ đến cho cô với cái câu số 4. Với cái câu số 4 của chúng ta, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này thì em sẽ thấy rằng đây sẽ là cái câu thuộc phạm trù về phần từ vựng. Mà với cái câu thuộc phạm trù về phần từ vựng thì chúng ta sẽ phải xét ngữ cảnh của cái câu mà có chỗ trống em cần điền cái từ vựng đó vào. Rồi sau đó em sẽ xét nghĩa của các phương án và chọn cho cô một cái phương án mà nó phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Nhưng với cái phần này thì thực ra đề nó cũng rất là hên xui vì có thể là sẽ có đề khó, đề dễ. Chờ bây giờ bạn sẽ xem cho cô như sau này. Bây giờ em sẽ phải dịch cho cô cái câu mà có chỗ trống số 4 này em cần điền. À không ạ. Thì cô sẽ có như sau này. Calling all storyteller. Kêu gọi tất cả những người kể chuyện. Do you know, bạn có biết someone, ai đó, người mà chúng ta có cái cấu trúc là inspire somebody to something, truyền cảm hứng cho ai đó. Bạn có biết một ai, người mà truyền cảm hứng cho bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình không? Hãy chia sẻ câu chuyện đó. Chờ trong cái cuộc thi là Inspiring People Contest, cuộc thi là người truyền cảm hứng. Hãy write a short story. Cô có write là viết, a short story, một câu chuyện ngắn, khoảng 500 từ về cái người mà truyền cảm hứng cho bạn và có ảnh hưởng nhá. Và những cái ảnh hưởng mà họ có nhá, họ có làm sao lên cái hành trình của bạn. Vậy thì với cái câu số 4, chúng ta sẽ xét nghĩa của các phương án rồi em sẽ ghép vô với ngữ cảnh của câu này nhá. Thì cô sẽ có với cái anh ý a, cô có từ execute nhá, cô có với cái động từ execute. Động từ này của chúng ta có nghĩa là tử hình. Trợ với cái nghĩa là tử hình thì nó không thể phù hợp trong ngữ cảnh của câu này được, đúng không ạ? Ngoài với cái nghĩa là tử hình ra thì nó nghĩa là thực hiện một cái nhiệm vụ, một cái kế hoạch, một hành động. Vậy thì hai nghĩa đó không phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Vậy cô sẽ bỏ. Ý B của cô với động từ expect nghĩa là mong đợi, là kỳ vọng, không phải.
Chứ bây giờ cô sẽ còn với cái anh ý C hoặc là anh ý D. Thực ra cái phương án của cái bốn phương án của câu số 4 này là cô cho anh cố tình cho những cái từ nó có cùng gốc từ. Đó, cô có ý C thì sao? Chứ ý C chúng ta có toàn những cái từ này, có thể nó sẽ là không phải là những cái từ mới với các bạn. À, không phải là những từ dễ với các bạn, đúng không ạ? Cô có ý C. Cô có từ exert. Chứ mình sẽ có cái từ exert. Từ đấy của chúng ta có nghĩa là sử dụng cái quyền lực hoặc là tầm ảnh hưởng để tác động lên người khác. Vậy thì bạn sẽ thấy là anh ý C này của cô có vẻ ok này, dịch lại xem này. Hãy viết một cái câu chuyện ngắn khoảng 500 từ tối đa, sorry. Hãy viết một câu chuyện ngắn, đúng không? Up to là tối đa là 500 từ về cái người mà truyền cảm hứng cho bạn và tầm ảnh hưởng của họ đối với cái hành trình của bạn. Giờ vậy thì sẽ là sử dụng cái sức ảnh hưởng, đúng không ạ? Lên ai đó. Giờ vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với câu số 4 này cô chọn được đáp án cô đấy là anh ý C. Rồi thế còn với cái anh ý D tại sao chúng ta lại không chọn được? Thì với cái anh ý D chúng ta có với từ sau. Với từ excerpt. Là chúng ta sẽ có với cái từ là excerpt, nghĩa là trích một đoạn nhỏ từ một cuốn sách hoặc là một bộ phim. Vậy thì ý D của cô không phù hợp rồi. Vậy thì với câu số 4 dù nó có là từ vựng khó đi chăng nữa thì nó vẫn là dạng câu hỏi về nghĩa của từ thôi. Nhá, rồi với cái câu số 5 của chúng ta này, bạn nhìn thoáng qua bốn phương án em thấy rằng là đây có thể là câu về thì hoặc cũng thể là bị động. Thì cô dịch như rồi, cái câu chuyện chiến chiến thắng đúng không ạ sẽ được chọn bởi ban giám khảo và được công bố ở trên cái bản tin của nhà trường ấy nhá. Dịch là câu chuyện giành được chiến thắng sẽ được chọn bởi ban giám khảo và được công bố trên bản tin của nhà trường. Vậy thấy được là cái câu chuyện này phải được chọn chứ không tự chọn được, vậy cô sẽ cần bị động. Nếu bị động thì cô sẽ bỏ cái anh ý D, bởi vì sao? Vì toàn bộ chỗ này đóng vai trò làm chủ ngữ nên cô sẽ phải cần động từ chính chia thì câu cơ. Ý D của cô là be cộng với phần thứ hai, nó là bị động của động từ nguyên dạng nên ý D của cô không phải. Chứ ý B của cô nếu dùng như này nó sẽ là pháp phân thứ hai, nó phải dùng trong rút gọn mình để quan hệ. Nhưng bạn sẽ thấy rằng là câu này của chúng ta chưa có động từ chính, đúng không ạ? Nên nó sẽ không thể rút gọn được, đấy nhá. Nên là ý B của cô không được. Bây giờ cô sẽ còn ý A là bị động của thì quá khứ đơn và ý C là bị động của thì tương lai đơn. Bây giờ mình mới đang khuyến khích người ta tham gia nên là cái câu chuyện giành chiến thắng sẽ được, mà nó sẽ thuộc về tương lai chứ không phải quá khứ. Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án của câu số này của chúng ta sẽ phải là ý C. Với cái câu số 6, chỗ với câu số này bạn sẽ căn cứ cho cô. Thứ nhất là nó có hai mệnh đề này, mệnh đề phía sau của cô là C là vâng nguyên dạng, động từ này cô động từ nguyên dạng. Vậy nếu như vậy cô sẽ loại anh ý B ngay từ đầu, bởi vì sao? Với cái anh là were nó có hướng sau này, nó có thể là were cộng với chủ ngữ cộng verb ing để tạo thành thì quá khứ tiếp diễn ở dạng câu hỏi. Nhưng cái này cô là vấp nguyên dạng. Đấy. Nên là cái hiểu theo hướng đó không được. Hoặc có thể là were cộng với chủ ngữ cộng vấp phân từ hai, nó ở dạng là bị động của quá khứ đơn. Vậy này cô vấp nguyên dạng cô không được. Hoặc nó sẽ là cái cấu trúc là were cộng với chủ ngữ cộng với to verb. Chợ mệnh đề chính của nó sẽ là chủ ngữ cộng với old. Ok, hoặc là could cộng với vấp nguyên dạng. Đây sẽ là đảo ngữ của điều kiện này hai. Vậy thì hiểu nó theo hướng nào cũng không được. Vậy này cô là vấp nguyên dạng. Như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ cái anh ý B này. Bây giờ cô sẽ đến với anh ý D. Ý D nó sẽ có cái cấu trúc là head cộng với chủ ngữ cộng với verb phân từ hai, chứ không thể là verb nguyên dạng được, đúng không ạ? Nó có thể là câu hỏi của thì quá khứ hoàn thành hoặc nó có thể là đảo ngữ của loại 3. Đằng sau nó sẽ là chủ ngữ cộng với would, ok? Hoặc là could cộng với have cộng verb phân từ hai. Thế nhá, vậy thì bạn sẽ thấy là ý D của cô cũng không được. Vậy với câu này của cô chỉ còn A hoặc B, A hoặc C thôi. Chứ nếu mà chọn A nó sẽ là do cộng với chủ ngữ cộng với nguyên dạng, vì nó sẽ là thành lập câu hỏi. Nhưng như cô này không phải câu hỏi, vậy ý là cô lại không được. Như vậy thì cô sẽ chọn ý C. Ý C nó sẽ chính là đảo ngữ của câu điều kiện loại không. Với cái câu điều kiện loại không nó sẽ có cái cấu trúc như sau này, cấu trúc là should, ok, cộng với chủ ngữ cộng với verb nguyên dạng. Mệnh đề chính của cô sẽ là chủ ngữ cộng với chọn sorry điều kiện loại không. Điều kiện loại không thì nó là mệnh lệnh cách đằng sau, đằng sau cô sẽ bắt đầu là verb nguyên dạng. Ok, hoặc là don't cộng với verb nguyên dạng. Nhớ cộng chấm với chấm. Đúng không ạ? Vậy thì với cái câu này, cô sẽ chọn câu đáp án là ý C. Là nếu như bạn cần thêm thông tin chi tiết, nhớ. Nếu như bạn cần thêm thông tin chi tiết và cái hướng dẫn nộp bài, thì hãy gặp bà Johnson ở thư viện. Rồi, xong cái dạng bài đó, chúng ta sẽ lại quay lại với cái dạng bài sau của chúng ta. Đó là dạng bài sắp xếp câu để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh. Với cái dạng bài sắp xếp câu này thì cô nghĩ rằng là kể cả đề thi của các bạn họ cũng không kỳ vọng em là dịch từng câu một, sau đó em sẽ ghép ra mà nghĩa của cái câu nào phù hợp đứng trước câu nào ở đâu.
Mà cái bài này thì người ta muốn em muốn kiểm tra em về cái việc mà em hiểu cái cách tổ chức và bố cục một đoạn văn nhá, theo hướng đó. Vậy nếu như theo cái hướng đó chúng sẽ làm bài này theo mẹo. Theo mẹo tức là sao? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn này. Nếu cái bài này mà các bạn làm theo cái kiểu mà dịch từ xong là ghép từ, dịch từ xong là dịch nghĩa của câu xong là ghép các câu này, sắp xếp các câu này, hiểu sắp xếp các câu để xem câu nào đứng trước câu đằng sau, để cô nghĩ nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Và như vậy thì với một cái bài, một cái đề 40 câu, 31 câu về đọc hiểu như này mà các bạn làm cái bài này theo cái hướng đó thì bạn sẽ không kịp thời gian làm những bài khác đâu. Là với cái dạng bài này bạn nhớ cho cô là một đoạn văn trong tiếng Anh thường người ta sẽ trình bày theo kiểu diễn dịch, tức là sao? Tức là theo cái kiểu là sẽ có một cái câu chủ đề, rồi sau đó những cái câu sau sẽ là cái câu phát triển ý của cái câu chủ đề đó. Ở chợ và trong cái quá trình mà phát triển ý đó thì người ta có thể sử dụng từ nối hoặc dùng những cái ý chuyển tiếp. Nếu như cái dạng bài sắp xếp dễ thì người ta sẽ cho em một số cái từ nối để em nhận biết được. Nhưng mà với cái bài này cô cho anh cho thiết kế khó hơn lên. Cô cho anh cho thiết kế khó hơn lên để cô sẽ thấy, bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ không thấy có xuất hiện của từ nối, nhưng mà chắc chắn là cái bài của chúng ta sẽ vẫn phải có manh mối. Nhờ bây giờ xem như sau này. Nếu em không có ý tưởng là manh mối kiểu gì thì em có thể nhìn vào phương án để chúng ta làm từ phương án mình loại trừ một. Thế nhá, vậy cô sẽ có như sau. Với câu này, giả dụ nhá, giả dụ này, cô chọn cái anh ý B cô tức là A đứng đầu. Nhớ dịch là mặc dù đối mặt với đe dọa từ cái này, nhớ cho cái việc mà ủng hộ cái quyền được giáo dục cho trẻ em gái, thì bà ấy vẫn cứ tiếp tục cái chiến dịch của mình. Nhớ. Rồi sau đó, bạn sẽ thấy được là với cái anh ý B của chúng ta, dịch là chuyến đi của hành trình của bà ấy, nhớ, gặp phải surviving an examination attempt to becoming. Vậy bạn sẽ xem cô này với cái anh ý B của cô thì bạn sẽ thấy được là liệu có được không nhá, xem một cái hướng đó này. Bây giờ cô sẽ có như sau. Giả dụ với cái anh ý D của cô là Y chẳng hạn, đúng không ạ? Y thì dịch là tự nhiên cái gì của bà ấy, bây giờ phải nhắc đến bà ấy là ai chứ. Vậy thì cô sẽ loại anh ý D nhá, được chưa? Rồi tiếp này, với cái anh ý C của chúng ta là D nhá, D thì sẽ là ý C cô là D đứng đầu, đúng không ạ? D đứng đầu thì bạn sẽ thấy như sau này. Với cái anh này cô là D xong đến B, B thì bạn sẽ thấy là toàn bộ cái anh D này cô đọc lướt qua thì không chưa nhắc tên bà ấy là ai cả. Không tự nhiên đến hành trình của bà ấy chẳng biết bà ấy là ai cả. Vậy từ một đoạn văn nó sẽ phải có cái ý của nó hoàn chỉnh cơ. Nên anh ý C của cô không được. Như vậy là theo ý đó cô đã loại được hai đáp án rồi. Bây giờ cô sẽ chỉ còn A hoặc B thôi. Thì với cái câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A hay là anh ý B. Bây giờ cô sẽ dịch tiếp theo với cái ý của anh ý B ấy nhá. Ý B thì cô sẽ thấy là A đứng đầu. A đứng đầu dịch là mặc dù phải đối mặt rồi với rất nhiều những cái mối đe dọa từ Taliban vì ủng hộ cái quyền giáo dục của trẻ em gái, nhưng mà bà ấy vẫn can đảm tiếp tục chiến dịch của mình. Rồi sau đó đến B này, đến B chúng ta dịch là cái hành trình của bà, thì từ cái việc là sống sót nhờ sau một cái vụ ám sát đến trở thành một cái người ủng hộ, một trở thành cái người ủng hộ toàn cầu, đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của sự quyết tâm. Vậy bạn sẽ thấy rằng là tự nhiên đang nói về cái phần trên không đến phần này. Thử cho cô thêm một cái anh nữa nhá. Với cái anh đi này. Chứ ý đi của chúng ta dịch là nó nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc đứng lên vì những gì bạn tin tưởng và bất kể là trở ngại gì. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng nghĩa nó rất là lủng củng, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ thử xem này. Với anh ý C của chúng ta, à với anh ý A của cô này. Chứ với anh ý A thì bạn sẽ thấy được là C sẽ đứng đầu. Và C đứng đầu sẽ dịch như sau này. Chứ một người mà thực sự nhá, một người thực sự truyền cảm hứng chính là bà này. Bà ấy là một nhà hoạt động vì giáo dục người Pakistan. Chợ và là một cái người trẻ chợ giành được cái giải thưởng Nobel. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là đoạn văn sẽ giới thiệu đến bà ấy đầu tiên. Rồi sau đấy là mặc dù bà ấy phải đối mặt với rất nhiều thách thức, mặc dù phải đối mặt với cái sự đe dọa từ Taliban vì ủng hộ giáo dục của trẻ em gái, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục can đảm chiến cho cái chiến dịch của mình. Rồi sau đó đến Y, đúng không ạ? Rồi thì Y của cô thì bạn sẽ thấy được là cái sự kiên trì đó, mặc dù đối mặt ý nó chuyển ý này, mặc dù đối mặt với sự đe dọa đó, đúng không ạ, nhưng mà cái sự kiên trì của bà, đúng không ạ, và cái gì đấy, cái sự kiên trì của bà và sự quyết tâm không ngừng nghỉ đấy nhận cho giáo dục đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Vậy thì với câu này của chúng ta ý A phù hợp hơn. Chợ bài này theo chủ đề về life story. Vậy thì bạn sẽ thấy là sau khi mình xác định được này, bạn có thể dành thời gian đọc dịch theo đúng cái thứ tự mình sắp xếp để mình mở rộng từ vựng về chủ đề ra nhé. Tiếp theo, cô sẽ chữa đến với cái câu số 17. Chợ với cái câu số 17 của chúng ta xem nào. Chợ với cái câu số 17 thì bạn sẽ thấy rằng là nó theo hình thức của lá thư. Thì hình thức của lá thư thì chắc chắn là phải có Dear phải đứng đầu và Warm Regards phải đứng cuối, tức là C đứng đầu, Y đứng cuối.
Thì sẽ thấy rằng là bốn phương án cô đều làm là xi đứng đầu, y đứng cuối. Vậy là cô đã cố tình cho nó khó lên rồi. Vậy thì bây giờ bạn sẽ sắp xếp cho cô này. Bây giờ bạn sẽ xem cho cô xem là trong ý còn lại thì anh nào đứng trước. Thì bạn sẽ thấy là bài nó sẽ dễ hơn so với bài trước. Nó là có một số cái từ chuyển ý. Một số từ chuyển ý ở đây, ví dụ như là từ in addition, nghĩa là ngoài ra này, đúng không ạ? Rồi bạn sẽ nhìn thấy có một cái từ rất là quan trọng để bạn sẽ biết rằng anh nào sẽ đứng tiếp theo. Đó chính là từ sau. Chúng ta sẽ thấy có một cái cụm từ. Thì là từ commence with, nghĩa là bắt đầu, đầu tiên. Vậy thì chắc chắn là cái này của cô sẽ phải cái luận điểm đầu tiên, đúng không ạ? Cái ý đầu tiên. Vậy là sau C của cô sẽ phải đến D. Nhờ sau C đến D thì cô sẽ bỏ được anh ý A, bỏ được anh ý D, cô chỉ còn B hoặc C thôi. Rồi nhá, tiếp này, đầu tiên này, vậy cô sẽ thấy được là C dùng rồi, D dùng rồi, E dùng rồi, đánh dấu cho cô ra. Ở chợ bây giờ cô sẽ thấy được là sau đó thì sẽ đến với cái anh gì bây giờ? Để cô còn hai sự lựa chọn, đó là hoặc là A hoặc là F. Nhờ, rồi, vậy thì bạn sẽ thấy được là với cái anh F của cô dịch là share with me as soon as possible. I'm looking forward to hearing from you. Tôi rất là mong chờ được nghe từ bạn. Vậy cái này rất phải là kết của lá thư. Vậy nó không thể là F đứng ở vị trí này được. Nên thì B của cô sai. Do đó với câu 17 rất là dễ dàng, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý C. Ok chưa? Bây giờ bạn sẽ chuyển cho cô sang đến cái dạng bài đục lỗ 6 câu. Với dạng bài đục lỗ 6 câu thì nó cũng giống như cái dạng bài đục lỗ 5 câu. Mà với cái dạng bài đục lỗ 6 câu này thì nó về cơ bản nó vẫn là cái dạng bài đục lỗ thôi. Mà cô Trang bảo với em là với cái dạng bài đục lỗ thì phần thông tin nó bị khuyết, vì vậy mà cách làm chúng ta sẽ không làm theo phương pháp đọc dịch. Với cái dạng bài đục lỗ 6 câu nó có một đặc thù như sau này, chúng ta sẽ phải vừa nhìn vào phương án và nhìn vào vừa nhìn vào chỗ trống và vừa nhìn vào phương án bên dưới. Với cái câu số 18 bạn sẽ thấy căn cứ bằng từ begin. Chúng ta có cái cấu trúc là begin something, bắt đầu cái gì đó. Ok. Hoặc là begin to verb, hoặc là verb mình bắt đầu làm gì. Và nhìn cho cô vào bốn phương án thì bạn sẽ thấy rằng là bốn phương án của chúng ta dùng chung đều có một cái danh từ. Nhớ cả bốn phương án này của chúng ta đều có cái danh từ, đó là từ sau. Đó là từ campaign, là chiến dịch. Đúng chưa? Và nó sẽ chỉ khác ở đây là khác tính từ sở hữu thôi. Vậy thì câu này sẽ là câu kiểm tra về tính từ sở hữu trong tiếng Anh. Với cái câu kiểm tra về tính từ sở hữu trong tiếng Anh thì bạn sẽ xem cho cô xem này. Xét nghĩa của cái câu này để xem là em sẽ dùng tính từ sở hữu là gì cho nó phù hợp. Nhờ thì cô sẽ dịch như sau. Nhờ cô sẽ dịch là hầu tước. Nhờ hầu tước, dịch câu này dịch là hầu tước Hoài Văn Trần Quốc Toản sinh năm 1267. Nhờ năm 1279, hốt tất liệt của đế quốc Mông Cổ bắt đầu bắt đầu cái chiến dịch xâm chiếm Đại Việt và chiêm thành của hắn. Nhớ cô dịch lại này. Dịch là hầu tước Hoài Văn Trần Quốc Toản sinh năm 1267. Nhờ vào năm 1279 thì hốt tất liệt của đế quốc Mông Cổ bắt đầu cái chiến dịch xâm chiếm của hắn. Của hắn này đây chính là của hốt tất liệt, đúng không ạ? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là chiến dịch của hắn. Vậy thì ở đây với câu số 18 dễ dàng, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý C. Nhớ với từ his là của hắn, của anh ta. Với cái câu số 19 thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Chúng ta sẽ thấy rằng là với cái câu số 19 ở phía sau của chúng ta cứ có in October. Nhớ, đây cái mốc thời gian này. Vào tháng 10 năm 1282 thì triều đình Đại Việt nhờ đã làm sao ấy? Đã tổ chức một cái cuộc họp với tất cả các thành viên gia đình hoàng gia. Như vậy bạn thấy được là phía sau của cô là một mệnh đề độc lập rồi. Vậy nếu như phía sau là một mệnh đề độc lập thì phía trước của chúng ta sẽ không thể là mệnh đề độc lập được. Nhờ nó có thể là mệnh đề rút gọn hoặc là mệnh đề trạng ngữ. Vậy em xem cho cô này. Chúng ta sẽ có set cho cô từng phương án một nhé. Điều kiện như thế nào để người ta có thể dùng verb phân từ hai ở đầu này là khi hai vế của câu đồng chủ ngữ. Người ta bỏ chủ ngữ của mệnh đề đầu, đổi động từ về dạng verb phân từ hai khi nó mang nghĩa bị động. Vậy thì với cái câu này của chúng ta dịch như sau. Dịch là đối mặt với đe dọa từ phương Bắc. Tháng 10 năm 1282, vua Đại Việt đã triệu tập toàn thể hoàng tộc và quan lại triều đình. Đấy. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái câu này của chúng ta thì bạn sẽ thấy rằng là hoàng đế Đại Việt bị phải đối mặt với cái phải đối mặt với cái đe dọa phương Bắc. Vậy thì với cái câu này của chúng ta bình thường mình sẽ có cái cấu trúc là be first with.
Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ý A của chúng ta để đấy có thể ok này. Ý B của chúng ta bình thường mình sẽ thấy là nếu là động từ nó sẽ là face something, đối mặt với cái gì, đúng không ạ? Thế còn đây với cái từ face mà đi với từ with thì nó sẽ đi cấu trúc là be faced with. Vậy thì nếu ý B mà đúng thì nó phải có been ở giữa, nên là ý B của cô sai. Chờ bạn giây, tức là như vậy thì với cái anh ý C của cô không đúng rồi. Tại sao cô lại bảo như vậy? Bởi vì với cái anh ý C nếu mà dùng là to thì nó sẽ là verb nguyên dạng. Mà cô có bảo với em lúc trước ấy ạ, nếu mà nó là verb nguyên dạng thì nó sẽ không đi với giới từ là with. Hiểu ý cô không ạ? Chúng ta sẽ có cái cấu trúc là face something, đúng không ạ? Face somebody, face something, chứ không có cái cấu trúc là face with something. Nhờ, còn nếu muốn dùng with thì nó phải là be face with. Chờ, nếu muốn dùng with nhé, cô nói lại này, face, chúng ta có cái anh là face something. Thế còn nếu muốn dùng with nó sẽ là be face, ok, with something. Đấy, nhớ cái cấu trúc của nó rõ ràng như này. Vậy thì cái anh ý C của cô nếu có with thì ý C cô không được với anh này cô nếu động từ nó không đi với with. Rồi, tương tự như vậy. Chờ, với cái anh ý D của chúng ta là when cộng với chủ ngữ verb, đúng chưa? Rồi, when cộng với chủ ngữ verb và khi hai vế câu đồng chủ ngữ thì người ta có thể bỏ chủ ngữ và đổi động từ về verb ending được. Vậy thì cô sẽ hiểu rằng đây là động từ chỉ ở dạng verb ending nhá. Vậy nếu động từ nó không đi với giới từ with được nên ý D của cô cũng sai. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ, câu số 9 cô chọn được câu đấy là anh ý A. Nhờ, với cái câu số 20 của chúng ta này, nhờ xem cho cô như sau. Với câu số 20 thì bạn sẽ thấy rằng là vị trí của nó là đứng sau dấu chấm trước một dấu chấm khác. Như vậy ở đây nó sẽ cần một mệnh đề độc lập. Nếu cần một mệnh đề độc lập, đúng không ạ? Thì cô sẽ thấy ý A của cô không thỏa mãn. Tại sao lại vậy? Ý A này cô có thể hiểu rằng là cái anh being này đóng vai trò là danh động từ. Nếu là danh động từ toàn bộ cái chỗ là being to discuss, chứ là defense strategy của chúng ta đóng vai trò là chủ ngữ, thì nó sẽ phải cần một động từ chính chia thì của câu. Chứ nếu mà hiểu nó là hiện tại phân từ thì nó sẽ phải có cái dạng là verb in cộng chấm chấm chấm, đằng sau là một mệnh đề. Vậy thì ý A của cô hiểu theo kiểu nào cũng không đúng. Rồi tiếp này, với cái anh ý B của chúng ta thì thỏa mãn là đây là chủ ngữ, vừa là động từ, một mệnh đề độc lập. Chờ, với cái anh ý C của cô là which là đại từ quan hệ thì nó phải đứng sau cái danh từ mà nó thay thế làm rõ nghĩa cho. Chờ, và which là ở đây nó sẽ là bắt đầu mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ là loại mệnh đề phụ thuộc, nó không thể đứng một mình được. Nên ý C của cô loại. Ý đây cô hiểu rằng là this là chủ ngữ và was là động từ. Vậy thì cả B và D đều thỏa mãn là mệnh đề độc lập. Chờ, ý D của cô dịch là họ thảo luận về những cái chiến lược để mà phòng vệ. Thế của ý D của dịch là điều này là thảo luận về cái chiến lược phòng vệ. Vì em thấy được cả cả B và D đều là mệnh đề độc lập, xét theo nghĩa của câu này. Thì bạn sẽ dịch được cái câu này của chúng ta sau đó rồi. Đối mặt dịch là đối mặt với cái đe dọa từ phương Bắc vào tháng 10 năm 1282, vua Đại Việt nhờ đã triệu tập toàn thể hoàng tộc và quan lại triều đình. Chờ, cái điều này là để thảo luận về chiến lược phòng thủ. Vì bạn sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta dịch là không phải là họ để thảo luận mà dịch là cái điều là gì? Cái điều này với cái từ this nó sẽ thay cho cả một mệnh đề phía trước. Cái điều là gì? Là cái việc mà đức vua triệu tập toàn thể hoàng tộc và quan lại triều đình. Chờ, cái điều này là để thảo luận về cái chiến lược phòng thủ. Vậy thì với câu 20 cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Rồi xong câu số 20 chuyển cô sang câu 21 này. Câu thì bạn sẽ thấy có từ handing. Anh này cô là verb in đúng không ạ? Handed là verb quá khứ. Has handed là động từ hiện tại thành và to hand là to verb. Về đây bạn sẽ xem cho cô ấy với cái câu số 21. Bạn sẽ thấy có từ and. Mà khi có từ and thì hai vế nó sẽ cân nhau. Cân nhau tức là sao? Nó sẽ có trục cùng chức năng từ loại ngữ pháp và ngữ nghĩa. Vậy em sẽ xem cho cô như sau này. Với cái câu này em sẽ phải xem xét cho cô xem là nó sẽ cân với cái phần nào bây giờ. Đấy nhá. Vậy bạn sẽ xem cho cô như sau. Đây. À, chúng ta sẽ dịch từ phần trên xuống dịch là Trần Quốc Toản khi ấy 15 tuổi đã bị làm sao loại khỏi hội nghị bởi vì có quá trẻ. Đấy nhá. Cảm thấy rất là buồn. Chờ, anh ấy, ông đã làm sao đấy? Ông đã giận dữ hét lên bên ngoài triều đình. Nhờ việc là khi mà đang hét lên đầy căm phẫn thì hoàng đế bước ra và trở về bạn sẽ thấy rằng là hoàng đế bước ra và đưa cho ông ấy đức vua bước ra và đưa cho ông ấy một quả cam. Vậy bạn sẽ thấy như sau này, trong lúc mà đang hét lên ở Mỹ như vậy đấy, gì cả trong lúc mà đang hét ở Mỹ như vậy thì đức vua bước ra và đưa cho ông ấy một quả cam. Như vậy thì cô sẽ thấy rằng là ở đây cô cần một cái động từ mà nó sẽ cân xứng với động từ emerge. Ok. Như là hoàng đế xuất hiện và đưa cho ông ấy một quả cam. Phải để cân với động từ chia ed. Như vậy thì với cái câu số 21 này rất là dễ dàng, em sẽ chọn được câu đấy là anh ý B. Nhá. Xong câu số 21 chuyển cô sang với câu số 22.
Với câu 2 bạn sẽ thấy là ý A là verb ing, ý B là to verb, ý C là verb quá khứ và ý D là verb nguyên dạng. Vậy chắc chắn câu này chắc chắn là vẫn là phải phạm trù với cấu trúc song song thôi. Thì với cái câu số 22 của chúng ta, đây ạ. Bạn sẽ thấy nó có từ and, ok? Mà khi có từ and thì hai vế nó cân nhau, tức là sẽ có cùng chức năng từ loại, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Vậy để bạn xem cho cô như sau này, dịch nghĩa câu này cho cô. Để xem là thực ra thì có rất là nhiều bạn ấy, các bạn ấy có tư duy tốt thì bạn có thể không cần dịch nghĩa, bạn nhìn cái cấu trúc câu là bạn có thể suy ra được là ở cái chỗ trống này sẽ cần từ là gì, nó sẽ đảm bảo cân xứng với thành phần phía trước. Tuy nhiên thì với đa số các bạn thì cô trai mới khuyến khích các bạn là dịch cái câu đó ra. Thì khi các bạn dịch được câu đó, bạn hiểu ý câu đó, bạn sẽ hiểu chính xác nhất cái chủ ý ở đây người ta muốn nhấn cái gì, đúng không ạ? Cô có từ subsequently, sau đó. He began to, chúng ta cấu trúc là began to do something, assemble, tập hợp. Sau đó ông bắt đầu tập hợp đội quân của riêng mình. Và làm sao đấy? Và chiêu mộ thành công. Chúng ta có, tại sao gọi là dịch cái chiêu mộ thành công này? Vì bốn cái động từ này của chúng ta đều có cùng một cái gốc từ, đó chính là từ. Với từ recruit là chiêu mộ, tuyển mộ. Chiêu mộ, tuyển mộ thành công hơn 1.000 tráng sĩ, hơn 1.000 binh sĩ. Vậy bạn sẽ thấy như sau này. Sau đó ông bắt đầu tập hợp cái đội quân của mình. Và chiêu mộ thành công hơn 1.000 binh sĩ. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây của chúng ta cô có hai sự lựa chọn, hoặc là sẽ cân với động từ began, hoặc cân với động từ assemble. Ông ấy bắt đầu ông ấy bắt đầu thành lập quân đội của mình. Và kết quả là chiêu mộ được hơn 1.000 binh sĩ. Vậy thì bạn sẽ thấy được là ở đây nó sẽ diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau, nối tiếp với động từ began là quá khứ. Thế đây cô sẽ cần động từ che quá khứ. Vậy thì với cái câu số 22, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ấy C. Sau câu số 22 chuyển cô sang câu số 23. Với câu số 3 bạn sẽ thấy được ý A với B cô với từ là ý B của cô với to verb và ý D của cô với verb nguyên dạng. Vậy thì với cái câu số 23 bạn sẽ xem cho cô như sau này. Nó lại có mặt của từ and. Mà khi có từ and thì hai vế nó sẽ cân nhau. Vậy xem cho cô xem này. Với câu dịch là khi mà quân đội của ông ấy chiến đấu chống lại đội quân Mông Cổ thì ông ấy đã thể hiện được cái sự can đảm, ngoan cường. Đó dịch là khi mà đội quân của ông ấy chiến đấu với đội quân Mông Cổ thì ông nó luôn thể hiện cái sự dũng cảm và chỉ huy quân đội. Đấy, đấy nhá, đây ạ. Chúng ta sẽ có là dịch câu đấy dịch là khi mà quân đội của ông ấy chiến đấu với đội quân Mông Cổ thì ông thể hiện sự dũng cảm và làm sao? Ý A và ý B của chúng ta từ từ nhá, xét cho cô cái cấu trúc chung nữa này. Khi mà quân đội của ông ấy chiến đấu với đội quân Mông Cổ, đúng không ạ? Thì ông ấy thể hiện cái sự can đảm và vậy đấy cô sẽ thấy được là động từ ở đây cô sẽ cần với động từ showed là động từ chia quá khứ. Nếu mà chia quá khứ thì cô sẽ loại cái anh ấy C và D. Thì C cô là to verb và D cô là verb nguyên dạng. Thì cô sẽ chỉ còn A và B thôi. A và B thì động từ để cô đảm bảo là động từ quá khứ của động từ sau, đó là động từ. Với động từ lead là dẫn dắt, đúng chưa? Và động từ lead chuyển sang quá khứ, nó sẽ đổi thành cái động từ đó là từ. Từ led và phân tử nó là led. Ok. Vậy chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc là lead, ok, somebody. To do something, dẫn dắt ai đó làm gì theo cái cấu trúc như vậy. Cái đề này cô soạn chuẩn y form như cái hướng ra đề của bộ luôn này. Có hai câu theo cấu trúc song song và một câu là vừa cấu trúc song song và vừa trật tự từ nữa. Thì với câu giải dịch là ông ấy thể hiện sự dũng cảm và chỉ huy quân đội, chỉ huy các cuộc tấn công để đẩy lùi kẻ thù. Vậy thì bạn sẽ thấy như sau này. Nếu chọn ý A dịch là dẫn dắt kẻ thù để mà đẩy lùi cuộc tấn công. Nếu mà chọn ý A dịch là dẫn dắt kẻ thù để mà đẩy lùi các cuộc tấn công. Vậy thì ý A của cô không được. Đúng không? Dịch là ông ấy phải dẫn dắt, đúng không? Ông ấy chỉ huy các cuộc tấn công để mà đẩy lùi kẻ thù. Vậy thì với câu số 23, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý B em nhé. Được không ạ? Rồi, còn một cái bài đục lỗ nữa cô cho anh chữa lốt này. Đúng không ạ? Là xong cái đề này của chúng ta. Thế còn với cái phần phần bài đọc kia để cô trai hoặc là quay video hoặc các bạn sẽ xem lời giải chi tiết này. Với câu số 24 đến câu số 28, tức là hôm nay cô trai chữa trọn vẹn cho em toàn bộ cái phần bài tập đục lỗ. Và sẽ thấy rằng là mỗi bài đục lỗ ấy, nó sẽ theo cái form khác nhau ấy, và cách làm của mình cũng sẽ khác nhau. Với từ câu số 24 đến câu số 28 sẽ là dạng bài đục lỗ theo form truyền thống. Với dạng bài đục lỗ theo form truyền thống như này thì cách làm như sau này, phần này dễ hơn vì nó chỉ là những cái từ vựng đơn lẻ thôi. Thì là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ xét các phương án trước. Trong cái dạng bài đục lỗ này sẽ có 3 câu về ngữ pháp và 2 câu về từ vựng. Nên là tùy vào từng dạng câu hỏi khác nhau chúng ta sẽ có hướng nào khác nhau. Với câu số 24, em nhìn thoáng qua 4 đáp án của câu này thì em sẽ thấy rằng 4 đáp án là 4 từ vựng với nghĩa khác nhau
Với đây sẽ là dạng câu hỏi về nghĩa của từ. Với dạng câu hỏi về nghĩa của từ thì bạn sẽ xét cho cô xem là ngữ cảnh câu này. Cứ có inspiring people come in. Chúng ta có cả cái cụm từ là come in all shapes and size, nghĩa là đa dạng, nghĩa là muôn màu, muôn vẻ. Vì nó đi theo cụm rồi. Vậy thì với câu số 24 không có gì bàn cãi, cô chọn nghỉ B. Và dịch là những cái người chuyển cảm hứng. Nghĩa là gì? Là những cái người chuyển cảm hứng thì đến từ nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Rồi với cái câu số 25, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này thì em sẽ thấy rằng đây sẽ là cái câu thuộc phạm trù về liên từ. Mà bản chất của liên từ là liên kết câu, liên kết mệnh đề, liên kết đoạn văn. Bạn thấy được là liên từ nó đứng ở đầu câu. Như vậy thì bạn phải dịch cả cái câu phía trên để xem cái chức năng liên kết ở đây là gì. Họ có thể là những diễn viên, những nhà soạn nhạc, những nhà khoa học hoặc là những nhân vật chính trị. Và sau có từ however là tuy nhiên, therefore là do đó, do vậy, otherwise nghĩa là không thì bằng không, và moreover nghĩa là hơn nữa. Chờ tiếp này, họ có một điểm chung, chúng ta có cấu trúc là have something in common, có điểm gì đó chung. Vậy thì với cái câu số 25 dịch là họ có thể là diễn viên, họ có thể là nhà soạn nhạc, là nhà khoa học hoặc là nhân vật chính trị. Tuy nhiên họ có một điểm chung. Vậy cô sẽ cần một từ với nghĩa là tuy nhiên. Vậy thì với câu số 25, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý A. Sau câu số 25, chuyển cô sang câu số 26. Câu số 26 sẽ là cái câu thuộc phạm trù về lượng từ trong tiếng Anh. Với câu thuộc phạm trù về lượng từ trong tiếng Anh, nhờ thì bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ was. Từ này cô là danh từ. Chúng ta có quy tắc là trước danh, nhờ chúng ta có với từ was là danh từ và đây là danh từ số nhiều. Với danh từ số nhiều thì cô sẽ không chọn cái anh ý A được. Tại sao lại vậy? Nhớ bởi vì chúng ta có cái lý thuyết sau. Sau cái từ much cộng với danh từ không đếm được, mang nghĩa là nhiều nhưng nó đi với danh từ không đếm được. Vậy anh ý A của cô không được. Rồi cô có a little cũng cộng với danh từ không đếm được, mang nghĩa là một ít, một chút. Vậy cô sẽ bỏ. Cô có là so many cộng với danh từ số nhiều, mang nghĩa là nhiều. So a few cộng với danh từ số nhiều, mang nghĩa là một vài. Vậy thì với cái câu này chúng ta còn B và C để chọn dịch nghĩa câu này. Nhớ để cô sẽ dịch nghĩa sau. Họ đã đều có contribute to. Chúng ta có cái cấu trúc là contribute to something, đóng góp, góp phần. Chứ là positively, nghĩa là một cách tích cực cho society, xã hội. Vậy dịch là họ đều đóng góp tích cực cho xã hội của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Vậy thì với câu này xét theo nghĩa, cô sẽ chọn được câu số 26 là anh ý C. Với câu số 27 sẽ là cái câu thuộc phạm trù về phần từ vựng với 4 từ, với 4 nghĩa khác nhau. Vậy thì với cái dạng câu hỏi về phần từ vựng như thế này thì chúng ta sẽ xét cái ngữ cảnh của cái câu mà có chỗ trống em cần điền từ vựng đó vào đã. Sau đó sẽ xét nghĩa của các phương án để chọn. Thì cô dịch như sau. Dịch là nhợ với là dịch là một trong số họ là Martin Luther King, người mà là một minister, người mà là một gì đấy, là một minister và một activist nhớ. Vậy dịch là ông ấy là một mục sư và một nhà hoạt động người Mỹ. Ông ấy participate in, chúng ta có cái cấu trúc là participate in, tham gia vào. Ông ấy tham gia vào cái phong trào dân quyền, nhớ cô có từ civil rights, dân quyền ở Mỹ từ năm 1995 cho tới khi bị làm sao. Chúng ta sẽ xét này, ý đề với từ formation nghĩa là sự hình thành, sự phát triển, vậy ý đề của cô không phải. Ý C với từ demonstration nghĩa là sự minh họa, cuộc biểu tình, vậy ý C của cô không phải. Ý B với từ celebration nghĩa là sự tổ chức, sự ăn mừng, lễ kỷ niệm, không phải. Như vậy thì tất cả những cái từ đó không phù hợp rồi, chúng ta làm phương pháp loại trừ. Bởi vì mấy cái từ đó nó sẽ dễ hơn so với cái từ IA này. Nhưng mà cái từ IA này thì ở trong cái chủ đề bài học số 1 của em này có, đúng không ạ? Chúng ta có như sau. Cô có từ đó là từ assassination, từ đấy nghĩa là ám sát. Đấy nhá, được không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền từ như assassination. Vậy với câu này dịch như sau, dịch là một trong số họ là Martin, là ông ấy là một mục sư, nhờ một mục sư Baptist, và là một nhà hoạt động người Mỹ. Ông tham gia vào cái phong trào dân quyền ở Mỹ từ năm 1955 nhờ cho tới khi bị ám sát. Vậy thì với câu 27 cô chọn được ý A. Với câu số 28 sẽ là cái câu thuộc phạm trù về đại từ quan hệ trong tiếng Anh. Với câu thuộc phạm trù về đại từ quan hệ trong tiếng Anh thì xem cho cô xem này. Chờ chúng ta xét cho cô xem là ở đây em sẽ cần cái đại từ quan hệ là gì. Yeah, bạn sẽ xem như sau này. Với cái câu này của chúng ta nhìn thì hình thái là đại từ quan hệ thôi, thực ra không phải đại từ quan hệ đâu. Em thấy là có từ such. Ok, thì bạn sẽ nhớ cấu trúc such that. Mình có cấu trúc là chủ ngữ cộng với be, cộng với such, đằng sau cộng với an, cộng với tính từ, cộng với danh từ, cộng với that, cộng với mệnh đề. Vậy đây cô sẽ điền được là that theo cái cấu trúc là such that, đến nỗi mà.
Hiểu về dịch câu này của chúng ta như sau. Dịch là ông là một cái nguồn cảm hứng thực sự đến mức mà giờ đây chưa vào thứ hai của tuần thứ ba của tháng 1 đấy ạ, đều được kỷ niệm là cái ngày của cái ông này đấy nhá. Rồi cô dịch là dịch là ông là nguồn cảm hứng thực sự đến nỗi mà giờ đây vào thứ hai của tuần thứ ba của tháng 1 tháng 5 đều được kỷ niệm là ngày của ông ấy. Vậy thì với cái câu số 28, cô chọn được câu đấy là ý C. Rồi tạm thời chúng ta sẽ chữa dừng ở đây đã nhé. Tuần này cô trai anh sẽ còn hỗ trợ các bạn một buổi nữa. Đó là vào tối của ngày xem nào. Tối mai, tối thứ, chúng ta sẽ có là tối thứ ba, tối thứ tư, tối thứ năm. Chúng ta sẽ học tổng ôn từ vựng. Với tổng ôn từ vựng 7 cộng 8 cộng 9 cộng. Là tối thứ sáu cô sẽ hỗ trợ một buổi với team học sinh giỏi, tôi cũng tìm mục tiêu cao. Vậy nếu mà cô cho anh hỗ trợ các bạn cuốn sách này, cô sẽ hẹn các bạn vào tối thứ bảy em nhé. Là tối thứ bảy nội dung bài học gì cô cho anh sẽ thông báo vào buổi trưa của thứ bảy. Ok bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô cho anh đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình livestream tuần của ngày mai em nhé.